Vâng, xin chào toàn thể mọi người quay trở lại với video của mình tiếp theo. Rất vui được gặp lại mọi người trong video của mình. Và hiện tại thì bây giờ mình đang có mặt ở cánh đồng thôn Muối, xã Giáp Sơn. Thì do một số các anh là có gọi điện về cho mình hỏi về tư vấn về vải thời điểm đang lên lọc này, có nên triệt lọc hay không. Đấy, thế nên mình làm một cái video này lên cho mọi người để mọi người giao lưu học hỏi và chia sẻ cho nhau. Thì đây là những cái vườn vải mà đang lên lọc đây nha mọi người nhé. Đấy, có bác thì gọi điện cho em là hiện tại cái lớp lọc nó đang lên như này, thì có lên phun triệt lọc hay không, hay là như nào, phun thuốc hãm hay không. Thì cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi video của mình. Đấy, thì qua video này mình chia sẻ lại với mọi người và cũng như là giải thích cho mọi người để mọi người dễ hiểu hơn. Thì ở đây cái cây vải như cây vải Thanh Hà này, ví dụ là cái vải U Hồng cũng vậy. Đấy, mọi người là đang là tình trạng mà nó lên lớp lọc như này rồi, thì mọi người đừng lên phun triệt lọc nhé. Đấy, cô bác thì bảo là đi ngắt này này, đi ngắt lọc này. Đấy, cũng không nên đi ngắt nữa nhé. Thì cái này mình cứ đợi một thời gian nữa thì nó nắng lên, nó ấm lên thì nó sẽ nhanh ban thôi mọi người nhé. Đấy, mọi người cố gắng là phun nước sâu, cũng như là nếu mà ở chỗ khô cạn quá thì mình có thể là điều nước, bơm nước, tưới nước cho nó. Đây, còn cái những như này thì mọi người, những cây như này đang ngả màu này rồi thì mọi người cũng đợi một thời gian. Đấy, gọi là nó chuyển sang màu khác đi cho nó dễ hiểu đi. Đấy, thì mọi người hãng khoanh. Đây, qua video này thì mình quay trực tiếp cho mọi người những cái cây, những cái sau này nó sẽ thành cái cây như này, màu lá như này, thì mọi người bắt đầu là khoanh được rồi nhé. Đấy, mọi người lưu ý là nhìn cũng ở cái trong cái kẽ này, đầu này. Đấy, như này là mình tốt khoanh rồi nhé. Thế nhiều các bác bây giờ rất là lo ngại về cái vấn đề lọc, sợ lên là không kịp, rất là lo lắng. Đấy, thì mọi người cứ bình tĩnh, không phải vội đâu, bởi vì ở đây mình quay rất là nhiều vườn bây giờ vẫn đang lên lọc như này, thời tiết thì mới là chớm lạnh về thôi, nên là mọi người cứ yên tâm. Đấy, lọc mà nó như này rồi thì mọi người khoanh được này. Đây, mình vào đây xem vườn này khoanh chưa này. Để mình quay cho mọi người nhé. Đây là cây Thanh Hà này. Cây này chắc là mình đoán là khoanh rồi này. Đấy, khoanh rồi nhé mọi người nhé. Đây, mình quay vào trong góc cho mọi người xem. Đây. Đấy, khoanh rồi nhé mọi người nhé. Đấy, lọc nó như này. Tất cả nếu mà mọi người khoanh theo lọc bánh tẻ thì như này là mình nên là khoanh rồi nhé. Đây, lớp lọc nó như này. Đấy, theo như lịch thì năm nay sẽ là lập xoan sớm và rơi vào ngày 25-26 gì đấy mọi người nhé. Nên là mọi người lưu ý, vải thì theo như mình đoán thì năm nay sẽ là ra hoa sớm. Năm nay sẽ là ra hoa sớm. Nó rơi vào hôm đấy là nó sẽ rơi vào tháng 2 dương là 2024 đấy mọi người nhé. Nên là mọi người cố gắng làm sao để làm cái lớp lọc của mình nó ổn định và khoanh nó phải đảm bảo. Nếu không thì bây giờ cũng rất là nhiều vườn là mình thấy là khoanh hai lần đấy nhưng mà vẫn bị lên. Đây, quay cho mọi người cùng xem lên đây.
những cái cây cành như này, đây là những cái cây u hồng, người ta cũng thế, người ta cũng lọc như này, mọi người áp dụng là khoanh được nhé. Đây là mình quay hình ảnh thực tế cho mọi người để mọi người tham khảo. Mình cũng không bắt buộc được mọi người là phải khoanh hay là không khoanh như nào. Đây. Đây cái vườn này cũng này. Vườn này bây giờ lại lên nữa này, tiếp tục lại lên này. Mà khoanh ở đây nhé mọi người nhé. Khoanh rồi. Đấy. Vết khoanh rồi. Mình quay review cho mọi người để mọi người tham khảo cái cách làm và cũng như là xem cái lớp lọc vườn của nhà mình như thế nào. Bây giờ mọi người ngắt đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến lớp lọc ấy nhé. Đừng lên lớp lọc và cái lớp hoa ấy, đừng mọi người đừng đừng lên là ngắt đi và đừng lên chẹt đi. Đây này. Lọc vẫn đỏ lừ này. Nên là mọi người cứ bình tĩnh, không đi đâu phải vội cả. Theo như cái cách làm của mình là như vậy. Còn mình muốn đi quay cái vườn vải của nhà mình lắm, nhưng mà hiện nay là cái bên tổ công tác đang làm đường, nên là mình không di chuyển đi vào vườn nhà mình quay ở cái vườn nhà mình trồng đồi cho mọi người xem. Đấy. Nhưng mà mình cứ quay ở đây mình cây vải cũng như nhau thôi, nhưng mà mình cứ áp dụng và như vậy thôi. Đây vải u hồng đấy mọi người, cái này khoanh này, vườn này khoanh đây này, đấy, đây khoanh này. Đây nó cái độ ẩm nó cao đó, mọi người, đây này, đấy, như khoanh kẻ khoanh nặng hay khoanh nhẹ, nhưng mà nó mà thường thường nó vào chỉ sợ vào rơi vào cái lọc nó già quá ấy. Nó già quá xong nó lại ra, nó lại đùn ra lớp độc nữa ngay, nó không chững lại mà nó lại đùn ra ngay ấy. Là cái đấy thường thường là khoanh nó lại càng càng lên lớp lọc này. Rất là đẹp, lá bàn tơi luôn. Đây vườn táo này, ui rồi. Ở đây thì bà con này trồng sen lẫn với vải luôn mọi người, táo với vải. Thu hoạch táo xong thì lại cắt đi để cho vải lên lên hoa. Đây mình xuống dưới này mình quay cho mọi người xem, dưới này cũng có một ông anh ông anh đang khoanh ở dưới này. Để táo lên mọi người, đẹp chưa? Đấy, dài. Đây, u hồng này. Nói chung là mình chỉ mượn cái hình ảnh ở đây thì mình mới giới thiệu được, chứ không thì mình cũng không biết nói nào để cho mọi người hiểu được. Đấy. Đây như những cây u hồng đây, cây u hồng đây vẫn đang là tình trạng là lên lọc. Đây mọi người xem, nó ở chế độ ẩm này quá thì lên là nó sẽ lên là bình thường, đương nhiên. Đây người ta đã chuẩn bị phân chuồng phân trâu này, đến mùa kia là người ta bón cho cây đấy. Người ta đã ủ sẵn đấy rồi. U hồng đây. Đấy. Thì các bác cũng hỏi về cái vấn đề u hồng ấy. Thời điểm này khoanh được chưa? Cái này tùy theo cây thôi mọi người nhé. Đây. Người ta vẫn cây đỏ lên đỏ lừ đây. Nên là mọi người yên tâm đi, người ta cũng chưa khoanh đâu. Cây là mình nên khoanh được thì mình cứ khoanh, còn cây là chưa, nó vẫn lên như này thì mình cứ để cho nó lên, lên xong thì mình cũng khoanh nhé mọi người nhé. Đây là một trong những cái tuyến đường của khu muối rất là đẹp.
nhất huyện Lục Ngạn này luôn. Quanh phải kêu xoẹt xoẹt đi lại. Ơi à. Vừa quanh vừa bấm điện thoại này thì này hả, nghiên cứu kiểu gì, nghiên cứu cho sai quá. À, cái này anh chỉ khoanh ấy là khoanh gốc thôi, không khoanh gốc thôi, không không khoanh khoanh lên đầu cành. Làm phát một khoanh cũng rũa mạch cũng được đấy nhỉ. Được Đây đấy, lưỡi cưa này, du đi du lại ấy. Vòng tròn luôn. Như anh thấy khoanh cái lưỡi cưa này sướng hơn hay là khoanh cái móc kia? Móc thì nó không hiệu quả bằng cái cưa này, không hiệu quả bằng cưa. Nó không đau bằng, nó không sạch bằng cái cưa mình dai dai này, ra cả mụn trắng, ra cả cái thân cơ mà. Móc là nó chỉ vét gọi là nó to thôi nhưng mà hoàn thua, chất lượng không bằng cái này được. Vẫn chưa đứt, vẫn để lại một cái gân. Vẫn để lại à? Để lại cái gân và chưa giói. Đây để lại cái gân. Đây Khoảng độ một phân đấy, mình cho giói độ 20 hôm hoặc tháng sau là mình đánh đứt hẳn. Để đánh đứt, đứt là hơi căng đấy. đứt là, bây giờ đứt là sợ căng cái gì. Dây đàn. Vẫn là để Đàn hở lại một một tí. tia cho nó. Đây, anh khoanh được khá nhiều đấy, vừa lấy mới khoanh vừa lấy mấy phải không? Phút một cây, cây một bên. Nhưng mà khoanh gốc này nhanh hơn, nó không vướng cái gì nhỉ? Như cái cành này thì Hai cành nó mất thời gian. mất mất thời gian hơn. Đấy. Có phải thổi Không, mình dây thế nó sạch thì mình cần thổi em. Để nó không? mụn trong này nó không chết hết. Không Ừ. cần thổi gì cả. Em sợ nó lại dính mùn ở trong đấy, đến lúc nó càng ăn má lựa nhanh. Bỏ Thường thường nếu mà người cẩn thận là phải thổi vét cho sạch ấy nhỉ. cái này thì mình được nhưng mà cao Hai vết á? hai phân mà Đấy. Này phân khoanh bằng mà lưỡi cưa mọi người ạ. thì khoanh càng thấp thì nó càng hiệu quả, Ừ. nói chung là mình khoanh càng cao thì cây nó càng đau. Đã ủ phân gà sẵn đây rồi, làm này ai theo kịp. Nó bán 30 mình bán 20 đây này. Biết Thế được, anh cứ khiêm tốn. Đấy, đây là kỹ thuật khoanh vải mọi người, quay thực tế áp dụng cho mọi người cùng xem. là thực tế của mình bao nhiêu năm nay đấy. Làm bao nhiêu năm trong trong nhà ấy nhỉ, chủ yếu bây giờ nếu mà lọc hoa đẹp hoặc quả đẹp thì cũng do quyết định là khoanh này ấy. Tất cả mọi cái là do khoanh hết. Do khoanh này ấy. Không không đơn giản như mọi người nghĩ đâu, chỉ cần lỗi kỹ thuật cái là thôi là hỏng ấy nhỉ. Bỏ đấy. Đúng rồi, đây cái lớp lọc của nhà anh đây mọi người nhé, quay cho mọi người này. Đấy, đầu nó tù cái này làm sao mà ra được, đầu mà tòe ra là thôi đấy, cái này nó khoanh đúng thời điểm ấy. Anh cho nó đặt thì lại quả thôi chứ lồng bây giờ bảo nó cũng không ra vì mùa đông rồi. Ừ, như như này có mà cũng không không ra được nữa thật nhỉ, đủ lọc. Khoanh nhìn xoẹt chứ, cưa sắc ấy nhỉ. Sao cây đấy anh khoanh cành đi. Vẫn ăn được một năm em. À. Cảnh có nhiều vết. Thì em đã được khoanh đâu. Chắc có khả năng khó ăn mùng 10 tháng 10 xong trở ra mới được khoanh xong. Khoanh được khoanh từng cây. Nhưng mà em lại thích lọc từ tháng 10 trở ra cơ. Tức là cái thời điểm khoanh mình tháng 9 đến tháng 11 mà trong 3 tháng. Ừ.
giờ nhiều người đang bảo trượt lọc thì mình thấy hơi nguy hiểm. Trượt bây giờ trượt nào được, bây giờ trượt thì chịu, mai sau hỏng hoa ngay. U hồng đấy nhỉ, đây khoanh này, đây đây là cái vườn bên cạnh nha mọi người. Đây. Ui mạch đen xì đi rồi anh ạ. Mưa chắc khoanh bén mưa sao ấy nhỉ. Đây u hồng đây, nghe xem này. Đấy. Khoanh lâu mà vẫn hãm được đây nhỉ. Nó khoanh nặng. Khoanh nặng. À, giờ đây là một trong những khu vực thôn muối này, vải rất là đẹp mà thôn chay nữa mọi người, được mấy thôn kéo lại ở khu khu vực Lục Ngạn luôn. Còn chủ yếu là vải xuất khẩu đi Trung Quốc là nhiều, là khu vực muối này, chay này, phì này, rồi quanh quanh chỉ quanh quanh ở xã 4-5 xã ở Phi Điền này, lại lân cận thì có từng từng khu vực như là Đồng Cốc này và lên khu vực Tân Sơn. Đấy. Nói chung là tỷ lệ thì các nơi thì nó ít ít được vải đẹp để xuất khẩu đi, cái thương hiệu thì nó không không được như những cái vùng uy tín hơn thương hiệu. Xoẹt 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 cái khoanh gốc này nhanh nhô. Đánh mỗi gốc vay nó khoảng độ 50 phải ra một chén một cưa cơ mà. Được chén không? Chén đây em. Được đấy nhỉ. Vay cây này là 50 rồi. Ừ. Đánh ra một ly mụn luôn. Này cũng nhiều chứ nhỉ. Cái độ rộng của nó phải 5 ly cơ mà. Cái này cưa này thì mua ở ấy thôi phải không? Ở cái quán. quán ấy kìa nhỉ. Cưa của nó thì cái miệng của nó thì hẹp lắm, về mình mở rộng ra. À phải mở không? Mình phải mở cấp 3 ra đấy. Còn nó chỉ 1 ly rưỡi thôi. Ừ. Mình mở ra phải tầm 3 ly đến 5 ly. Ừ. Đấy, nó như hiện tại mình khoanh này rồi, ngày mai đến là mình nhìn cái miệng này nó khác ngay, nó sẽ rộng hơn. Ừ, nó nở ra nhỉ. Nó không phải thối nên nó sạch lắm. Ừ, như em khoanh em hay cứ thổi toàn thổi không trong này nó khô hết, nó dính cái mụn trong này nó khô hết. Ừ. Thế cái cại nó cái đấy chắc cũng không ảnh hưởng gì nhỉ, không nguy hiểm. Ừ. Ừ, lọc đẹp ơi nhỉ. Đấy vải muộn mà cũng như này thì cũng khoanh được chứ, đầy đầy nhà là khoanh lộc non. Lộc non thì nó đạt năng suất quả đấy, mà chất lượng khả năng nào sợ vỏ nó mỏng. Sợ vỏ mỏng nhỉ, vỏ mỏng đây chắc không, còn là sai thì lúc nào cũng sai nếu mà lộc non này. Lộc non vừa tầm. Ừ. Khi nào thấy nó cảm giác nó nhú nhú lên mình khoanh là nó mới đảm bảo được. Đấy là anh em chia sẻ cách làm vườn cho mọi người để mọi người tham khảo. Khoanh này nhà anh mấy chục cây đấy? Hai bốn, hai bốn sáu tám mười mười hai mười bốn mười lăm cây. Năm tạ á? Nấy năm tạ mà hết được. Nòm này cây tán rộng này. Cây này nhà anh được bao nhiêu năm rồi? Hả? Cây này tỷ lệ chắc là được hơn, là tán nó to rộng hơn. Tán to rộng hơn chứ. 40 cân. Đấy. Cây này cũng phải 50 cân. Thế khoanh cưa này mỗi năm em toàn khoanh cưa không khoanh móc đâu. Móc không thể bằng cưa được. Ừ, nhiều người là bảo là khoanh khoanh cưa này lời ấy, còn khoanh móc kia thì viết nó nhanh, nó to, nhìn cảm giác nó kinh, nhưng mà nó không thể đau bằng cưa được.
cưa ở đâu nhỉ? Nó sắc nó vào tận gỗ cơ mà. Vào tận xương rồi nhỉ? Vào tận xương rồi nhỉ? Nó cũng có chỗ nó vào xương, nên là lúc mình gây móc nhưng mà nó cái vanh của gốc nó không tròn nên là nó không theo ý muốn của mình. Ừ. Có chỗ thì tận xương, có chỗ thì chưa hết vỏ. Cái cưa này là mình du này là nó đào vào nhau hết rồi nhỉ? Cái này quá kia. Ừ. Đây cái này anh qua khoanh chiều đây phải không? Đấy, mạch cưa đây mọi người. Uy tín nhỉ. Và xuống lại cứ ngồi thấy ngồi chơi ở đây đâm ra có ít lại khoanh nhanh nữa này làm gì trời. Đấy. Cánh đồng bạt ngàn vải và táo. Đây cho mọi người xem một cây ở đây này. Cây này lên lọc mà bị sâu ăn này, những con sâu ăn này, đang ăn nhầm nhập luôn này mọi người này, theo quan sát này, này sâu đây nhá mọi người này. Đấy, cái này chắc là người ta không phun được thôi chứ còn cũng không phải là xác định người ta để cho sâu ăn đâu mọi người nhé. Đây sâu này đấy. Đây này, những cái con này to tướng lên rồi này. Ui. Ghê không? Đấy. Cái này là bỏ bẵng quên không phun được này, đang lên lọc đẹp này mà bị sâu ăn hết này, đấy. Lơ là cái thôi là coi như là cái lớp lọc này là hỏng rồi, không ăn. Rồi ăn hết sạch này. Ui những con này to tướng này, mọi người nhìn thấy ông kẽ chưa ấy, sợ thật. Nếu mà đã như thế này thì coi như là hỏng ăn. Mọi người chú ý vườn một chút nhé. Đấy đây này, sâu ăn này, con sâu này đấy. Ok nha mọi người nhá. Thì hôm nay mình lên một cái video này quay lại và cũng như là giải thích cho mọi người. Đấy, nhiều các bác là bây giờ đang lo lắng là tình trạng là lọc đang là lên và đang sắp ban rồi. Nên mọi người cố gắng là để cho lọc nó ban tơi bánh tè thì mà mọi người hãy khoanh nhá, không phải vội đâu. Ở đây tất cả những vườn của nhà bà con đang lên và cũng đang sắp ban rồi. Đấy, chờ một thời gian nữa là mình sẽ khoanh. Nếu mọi người muốn khoanh thời điểm đẹp từ tháng 10 là trở ra là đẹp, là cố gắng khoanh cho nó đảm bảo cái lớp lọc của mình để mùa hoa tới của mình nó đạt hiệu quả và năng suất hơn nhé mọi người nhé. Và bây giờ mình cũng xin phép là mọi người là mình kết thúc video đây và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo lần sau của mình. Mọi người xem video cho mình xin một lượt like và cũng như chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực ra nhiều video hơn nữa nhé mọi người nhé. Xin thân ái và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo lần sau. Xin chào.